Nếu bạn đang tìm nón thể thao với kiểu dáng độc đáo, có mái che và nhẹ nhàng, thoáng mát, tiện dụng thì ANC Conquer là một cái lựa chọn cực kỳ phù hợp luôn. Với thiết kế phần đỉnh được lượng sóng nhấp nhô cho cảm giác thon gọn, phần mái che dài hơi vảnh lên một chút xíu, nhìn nó rất là hay, rất là khác biệt. Và đặc biệt nón này phù hợp cho những bạn nào thích gắn camera hành trình lên nón, không cần phải độ chế gì thêm vì nó có sẵn cái ngàm sẵn luôn rồi. Độ hoàn thiện cũng là điều đáng khen của chiếc mũ ANC Conquer này. Các cái phần viền và các cái lỗ được cắt tinh xảo tỉ mỉ, nó hầu như là không có cái có nhựa thừa hay là ba dớ gì hết, cảm giác rất là tỉ mỉ. Phần dây quai thiết kế tự nhiên lọt vào tai, nó không có gây cộm, gây cắn hay là vướng cái phần tai, cho cảm giác đeo rất là thoải mái. Thì mũ này là 750.000, được bảo hành 6 tháng tại Hebi, rơi rất nức vỡ, bên mình sẽ đổi nón mới cho các bạn luôn ha, được free ship tận nhà. Và bên mình có cái ưu đãi là trong 3 tháng nếu các bạn bị mất nón, quay lại mua đúng nón này sẽ được giảm 10% nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.